hai ba Tây Nguyên Live On. Các bạn, chúc mừng bạn đã đến với YouTube channel của Thanh Nguyên Con. Thì hôm nay mình có một khách mời rất là đặc biệt từ trước đến nay. Thì em có thể giới thiệu một chút bản thân là em tên gì? Mình tên là Chan Long, năm nay mà mình mới bước sang tuổi 23. Và mình là vận động viên về gym cho tất cả các bạn. Ok. Thì bạn Chan Long đã tìm tới mình và mong muốn được làm học viên của mình để tập luyện và phát triển chiều cao, để khai thác hết tối đa những cái tiềm năng và những cái nội tại của cơ thể đó, muốn cao hết mức mà cơ thể gen để quy định đó. Thì năm trước thì anh có nghe sơ qua là em có tụ tập và lên được mấy cm nhỉ? Xin chào các bạn. Thì năm trước thì mình bắt đầu chuẩn bị cái thời gian mà đi thi đấu ấy, thì mình có một quắc của mình là về thể hình. Thì lúc đó thì mình ăn tập và theo các chế độ và theo giáo án của quắc của mình. Thì trong đó thì cái chế độ dinh dưỡng nó rất là quan trọng, nó chiếm 70% so với cả 70% chế độ dinh dưỡng và 30% là tập luyện. Và chính vì cái chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt như vậy và chế độ tập luyện theo giáo án thì mình đã tăng lên chiều cao là 4 cm nha các bạn. Thì thực ra đối với mình ấy, cái chiều cao của mình ấy, thứ nhất là mình nghĩ là về gen, và thứ hai là về cái chế độ dinh dưỡng, ăn uống và tập luyện. Đó là hai thứ mà nó quan trọng đối với mình. Thì trong khi đó, khi mà mình lúc đó là mình 1m68, và lúc mà mình tập luyện từ tháng 4 cho đến tháng 10 mình đi thi đấu ấy, thì cái quá trình đó mình đã tăng lên 4 cm là trong vòng 6 tháng. Thì chế độ dinh dưỡng của mình, thứ nhất là mình ăn đủ cái macro của mình, đó chính là một ngày mình ăn 220 protein, và trong đó mình có uống thêm một số thực phẩm bổ sung như whey, omega và D3K2 đó. Thì những cái đó nó cũng một phần giúp cho mình phát triển cái cơ bắp cũng như phát triển xương. Và đồng thời khi mà mình tập luyện ấy, thì lúc đó mình còn nói với quắc của mình là về thầy Master Trainer ấy, thì mình còn nói là mình muốn tăng thêm chiều cao để mình có thể là có một chiều cao tốt. Thì quắc của mình có cho mình một cái giáo án là tập là thứ nhất là lên xà nhiều, thứ hai là đi bơi, ngày nào mình cũng đi bơi, và thứ ba là mình uống thêm D3K2, và thứ tư là mình có trước khi tập ấy thì mình có uốn những cái bài mà uốn khởi động trước khi tập đó. Thì đó là những cái mà mình tập suốt trong 6 tháng, ngày nào mình cũng tập. Và mình tập thêm những cái ngày mà mình nghỉ, ví dụ như mùa thứ 2 đến thứ 7 là mình tập, còn chủ nhật là mình nghỉ để cơ thể nó giải stress cho cơ thể ấy. Thì mình có chủ nhật là mình có giống như kiểu mình cheat meal ấy, mình được ăn rất là nhiều đồ thoải mái như uống coca hay ăn pizza. Thì ngày hôm đấy thì mình có bơi thêm và tập bóng rổ thêm đó. Đó là cái quá trình mà mình tăng được 4 cm nha các bạn. Ok. Thì em hiện tại bây giờ em có nghĩ là em vẫn còn tiềm năng hay là nội tại để mình cao thêm một chút nữa không? Hiện tại thì em vẫn hy vọng và em có thể phát triển thêm. Và em nghĩ là bố em thì hiện tại là bố em là 1m74, thì em nghĩ là gen của em có thể là cao thêm nữa. Thì hiện tại em là 1m72, thì em nghĩ là em chưa phát triển hết cái khả năng chiều cao của em, nên là em nghĩ là và em hy vọng nó sẽ cao thêm. Nhưng cái gì là mình cũng phải thử mới biết được đúng không? Chính xác. Thì ban đầu là bạn Trang Long là vận động viên ấy, thì mình cảm thấy là mình không đủ khả năng để mình có cho bạn ấy, nhưng mà bạn ấy vẫn muốn tập theo mình. Thì em có thể chia sẻ lý do tại sao không? Em nghĩ là mỗi một người họ sẽ giỏi về một thứ và họ chuyên sâu về một thứ. Thì em nghĩ là anh Nguyên sẽ giúp em có thể là tối đa và vận dụng hết cái khả năng của em để có thể mà phát triển cái chiều cao của em thêm. Thì nói chung là mình sẽ chia sẻ ngắn vậy thôi, và mình sẽ đánh dấu chiều cao của bạn Trang Long. Thì em có thể chúc cho mấy em nhỏ, những cái bạn trong cộng đồng phát triển chiều cao, những bạn đang tập luyện và tham gia cái điều gì ạ?
Mình xin chúc tất cả các bạn trong cộng đồng phát triển chiều cao của anh Nguyên là thứ nhất là các bạn hãy có một cái niềm tin. Khi mà các bạn muốn một làm một cái thứ gì đó ấy, thì các bạn phải có một cái niềm tin để các bạn có thể là hành động được. Và thứ hai là các bạn hãy ăn uống theo chế độ một cách hợp lý. Và các bạn cũng đừng ăn quá những cái chất mà như nước ngọt hay trà sữa hay là những cái thứ mà nó không mang lại cái lợi ích cho cơ thể của các bạn. Thứ ba là các bạn hãy tập luyện một cách khoa học và có chế độ của nó thì mình nghĩ là các bạn sẽ phát triển chiều cao của các bạn tốt nhất. Rồi, nói chung là đây là một chia sẻ ngắn thôi. Thì mình chủ yếu là đánh dấu chiều cao của bạn Trần Long hiện tại, và nếu mà sau này có sự thay đổi á thì tụi mình sẽ quay lại với Trinh để tạo động lực cho mấy bạn nha, để các bạn nào đã muốn và sẽ tăng chiều cao thành công. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Bye bạn. Cảm ơn các bạn.